một kênh kỹ năng AD nên xem ai giờ anh. Mạnh dạng cái comment cho em. Rồi, ok. Mà sao tỷ lệ kiểm soát gồng của SE không ổn lắm đơ dù bot hay Willen. Gồng thì bot đúng là ăn gồng được hay không là phần nhiều là kiểu do bot Willen hay không chứ, nhưng mà một phần cũng do mid nữa, với là dòng gừng của thằng gừng nữa. Nó đúng là bot sẽ đóng vai trò khá là lớn cho việc mà ăn gồng được, ăn gồng đầu được hay không, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vô gừng với mid nữa. Kiểu lúc đó mid mình đẩy được hay không, hoặc là kiểu top mình đó. Ví dụ giờ chuẩn bị bot đang win đi, bot đang win, mid đang win, cái ăn top nó đang gãy, top nó kêu anh ơi cứu em anh này không cứu em tay em đó. Rồi chạy lên trên nó xuống nó gồng thì mất gồng thôi. Unit nhờ Unit game cuối nhá. Trời. Gì vậy? What the fuck? Gì trời? Má gì mà cấp 3 gây chạy hẳn xuống vậy? What the fuck? Chơi đồ á. Là một game vất vả rồi. Sub mình điền cái nó đẩy được cái nó bắn tới. Làm gì đó đi thờ ghét thôi. Trời ơi, thờ ghét cầm sắp phép là đỉnh rồi. Thôi về. Chơi nó nào. Bắn đụng. Để chờ cái này thôi đó. Sẽ đánh hay quá vô SE không? Đánh hay quá vô SE không? Trời, thả thế giả gì đâu hết 14 phút luôn, ác. Làm lần thôi nha. Ây da. Đùng, lấy máu lần cái đùng nữa nè. Nhìn máu chưa chết được. Ơi chết rồi, đúng gần. Yếu vậy. Nó còn lớp siêu. Cái pha đứng từ nhà gờ chết, đứng gần quá gờ yếu. À! Sao? Ủa, cô đâu? Ha, anh nhân ICO. Xin cha. Kamsamita. Shimimasen. Đối vô cực rồi. Cho đỡ. Mẹ đánh là đề xin mạng xin cái trụ mà mấy kia chửi à, mày chưa đánh sub xin đó nha, bà đấy cũng hay xin đơ lắm á, nghĩ về đơ chửi đánh là đề xin có con gif xin có cái mạng mà bị con mạng chửi còn á. Xịa đơ là xịa đang bút trụ đầu á, đánh giả luôn nha, đang bút trụ lấy tách trụ á, bà đấy kêu cho chung với đơ cho chung lấy tiền với không lẽ quay ra chửi bà lét phải nồi Đánh nó đơ sinh mạng bị chửi nữa. Ấy thì cuộc sống này khó khăn dữ vậy. Chuyện quá súp quá. Mỗi lần kêu cho đơ cái bị chửi rồi phải. Rồi cái vụ gì mà hả? Mình kêu là che cho đơ. Nó dịch cho hành cho đơ cho bị chửi tiếp. Để đơ chứ lộn. Chụp hết cái 3 giây. Nhìn đơ cái còn đỡ cho đơ chung. Đỡ cho đơ chung, Ai thích đơ ác. Ác với đơ. Gì clip ác với đơ lắm. Gài đơ rồi. Điều hướng dư luận đơ rồi. À chứ đang bút chỗ Ballet nên lại xin tiền hoài. Lấy kêu cho Ballet đủ một món cái. Lấy dành em tình cảm không cho. Ôi chết mẹ. Má nó nhục quê chứ. Quê sệ. Đời giật bắn khó né lắm á nha. Đời giật bắn con này ghê lắm đấy. Thiệt mà. À, lần xin cho đơ cái nói. Không, cái pha mà Waga kêu mà xin mạng á, tôi tưởng phải đánh Penta. Chứ Waga xin làm gì? Waga cũng bình thường thôi. Chị đơ nó giật bắn, nói giật bắn ghê mà. Chí bà. Mà đầu cùng ánh sáng bay qua cái đầu rồi bấm tốc hành né không kịp. Giật bắn sao mà né. Ơi. Đúng. Tên lửa đâu mà nhiều dữ vậy? Đúng. Ở đây xét này xét. Cô bé đây xét. Hay quá. Đúng. Nè, tôi nói một pha này tôi làm lần thôi nha. Làm một lần thôi nha. Ghét nó bị điên rồi. À, nó cầm phép để nó pha này nó xì máy hả? Tính hết rồi. Hay á, hay nè. Ok anh em nhớ để lại một like và subscribe cho đơ nhé, cảm ơn anh em nhiều.